Khương Ngọc, Hoàng Phi, Hồng Ân, Trang Trần, Jackson, Kerry, Phùng Ngọc Huy, Jessica, những gương mặt xuất sắc nhất qua các hành trình tìm kiếm cặp đôi bạn đường hợp ý cùng hai gương mặt được khán giả bình chọn. Họ sẽ cùng quay trở lại để tham gia vào loạt hành trình đặc biệt cuộc đua của những nhà vô địch đầy cam go và hấp dẫn. Hai đội chơi, mỗi đội gồm một nghệ sĩ Việt Nam và một người bạn đồng hành nước ngoài sẽ tiếp tục đấu đối kháng với nhau thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ của chương trình trên suốt chặng đường di chuyển quy định. Bước vào cuộc đua, hai đội chơi sẽ luôn song hành với nhau trong suốt hành trình. Tính cạnh tranh giữa hai đội chơi sẽ trở nên quyết liệt hơn khi mỗi ngày ngoài những nhiệm vụ riêng cho từng đội như thường lệ, hai đội chơi cũng sẽ phải trực tiếp đối đầu nhau trong các nhiệm vụ đối kháng gay cấn. Trong cuộc hành trình lần này là các thành viên các đội và các cặp thi đấu sẽ được xáo trộn và được xác định bằng việc bốc thăm. Xem bạn sẽ như vậy ai nhá. Ok. Chúc anh như thế, chúc anh như thế. Jessica. Jessica. Trang Trần. Phùng Ngọc Huy. Đây, anh Hưng Ngọc sẽ đi cặp 3. Huy đủ rồi. Là ai? Là gương mặt được yêu thích số 3 thì sẽ đi rất là khó. Đây. Như vậy, sau lượt bốc thăm đầu tiên, các đội chơi và các cặp thi đấu đã lần lượt được xác định. Các đội chơi lần này đều là những đối thủ đáng gờm, kỳ phùng địch thủ của nhau, hứa hẹn sẽ đem lại một vòng đua gay cấn. Với các thử thách tại Mũi Né, Bình Thuận dành cho hai đội Hồng Ân và Nguyệt Ánh, có vẻ như đội Nguyệt Ánh và Jackson đã tìm ra được tiếng nói chung và phối hợp với nhau khá tốt. Tuy nhiên, đội Hồng Ân và Jessica vẫn đang giữ vững phong độ. Liệu với những nhiệm vụ tiếp theo trong ngày hôm nay tại Bầu Trắng, họ có thể san bằng điểm số? Mời quý vị cùng theo dõi thử thách đầu tiên dành cho hai đội ngay sau đây. Và bây giờ chúng ta sẽ có một số nhiệm vụ cực kỳ hấp dẫn ở trên ao này. Các bạn sẵn sàng chưa? Đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta. Hai đội hãy chèo thuyền kayak ra hồ Sen. Mỗi đội sẽ có 15 phút để tìm 13 con hạc giấy. Hết thời gian, đội nào tìm được nhiều hạc giấy hơn sẽ được 5 điểm, đội thua được 0 điểm. Tuy nhiên, nếu tìm được con hạc giấy có chữ bạn đường hợp ý sẽ được cộng thêm 3 điểm. Các bạn hiểu chưa? Hiểu. Nhưng mà trước khi đi, chúng ta hãy thưởng thức dopamine. Bởi vì hôm nay trời rất là nắng, rất là nóng. Thank và you, chúng ta anh. Hãy thưởng thức sự mát mẻ của dopamine. 3 2 1 bắt đầu. Okay. Yeah. Okay, just keep going. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh. What? Oh. Good one. It's okay. Oh no. What? Got it. Yeah. Got it. Yeah. So, I'm wet on. Really? Yeah. Mấy cái con này là phải con thả không? Over there. What? Can I paddle backwards? Over there? Okay. Say. How many do you guys have, Jason? Huh? How many do you have? We have 3. This is number 4. I got it. How many do you have, Jessica? 1. Has anyone found the special one yet? I don't know. Can you race that? Four. Okay. Đội nào mà tìm được 7 con trước coi như là đã thắng rồi nha. 6. Good job. Two, three, four, five, six. Oh yes, 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 go back. Right. This one, no. Yeah. Yeah. Oh, come on. Forget it, they got it. Okay. Oh, come on.
three, four, five, six, seven. We got seven. Seven. Do you have the special one? Yeah, we do. No! Bạn đừng hợp ý này là cái đặc biệt phải không? Yeah. Ok. One, two, three, four, five, six, seven. Ok, there you go. Bên này là 6. Vậy thì... Yeah. Như vậy là đội của Hồng Vân và Jessica được 8 điểm tổng cộng. Yeah. Và đội của Quỳnh Ánh và Jason không được điểm nào hết. Nhưng mà con cuối cùng là con thứ bảy, là hai đội đều cố gắng giành lấy một lúc phải không? I saw that the band but the one that we raced for was the one that you saw previously. Yeah. Vậy thì đội này xem có thể có được 8 điểm. Nhưng mà không được. Vậy thì 8 điểm về với đội này. Phần 2 của nhiệm vụ. Người bạn Việt Nam có 10 phút để dạy cho người bạn nước ngoài 15 từ tiếng Việt. Sau đó, người bạn nước ngoài có 3 phút để viết lại các từ đã được học. Đội nào viết được nhiều từ đúng hơn sẽ được 10 điểm. Điều kiện bắt buộc là phải viết đúng trên 10 từ. Đội viết ít hơn sẽ chỉ được 5 điểm. Chúng ta có 2 phong bì đây. Là trong 2 phong bì này là có 15 từ tiếng Việt. Các bạn xác nhận chưa? Sẽ có 10 phút nha. 15 từ. Thời gian bắt đầu. Bầu trắng. Bầu trắng. The name of this plane. That's how it is. Up this. Okay. Bầu trắng. No. Dương like this and this. Okay. Why not con vật? Vịt, duck. Yeah, what's that? Đạp, ấy. Jimmy. Yeah. Okay, so I'll find like a jacket that we use this. Jacket shirt. Like a... Jacket. Orange. So shirt, and this is jacket. Yeah. Okay. First. What is that? Find me this morning we eat like a potato, but a kind of potato. Okay. A family. Cool. That bit poison, onion, ball, con hat. Coca. Hoa phượng. This flower, this red one. Yeah. Alpha. See. 3, 2, 1. All right. Thời gian đã hết rồi. Bây giờ chúng ta phải vô phần thi. Các bạn xin mời xóa bảng của mình. 3, 2, 1, start! Không có hiệu ứng hiệu quả lắm. Hay là để mấy người này học tiếng Việt thì thấy... Em nghĩ bạn và em sẽ biết được đúng chính xác bao nhiêu. Em nghĩ là họ rất là gặp khó khăn trong những cái việc là sắc huyền, những cái dấu thôi. Còn cái kia họ vẫn nhớ được cái âm. Thì có thể làm được khoảng 70% là cùng, tại vì có nhiều từ ghép rất là khó, cho nên là học ở Mỹ rất là khó. Và hy vọng rằng là đây là một cách để giúp cho họ biết nhiều tiếng Việt hơn. Em cũng nghĩ như anh Ân vậy đó, tại vì như lần trước với anh Aaron thì ảnh quá là làm tiếng Việt, ảnh học tiếng Việt 13 năm. Không, học tiếng Việt từ cách đây, có nghĩa là ảnh nói là gần nửa đời, gần phân nửa số tuổi của ảnh. Có nghĩa bây giờ ảnh 36, coi như là gần 20 năm ảnh học tiếng Anh, cho nên tiếng Việt, cho nên ảnh rất là rành. Nhưng mà với anh Jason thì mới qua Việt Nam được có 2 năm thôi. Và ảnh tiếp xúc với lại người Việt cũng ít, mà để mà có thể nói tiếng Việt đã là một chuyện, mà có thể viết là một chuyện khác nữa. Cho nên là... Anh nghĩ là chắc khoảng 60. Hy vọng 60-70% trở lên. Hy vọng. 30 seconds. Five, four, three, two, one. Markers down. Hold up your boards so the cameras can see them.
I don't want it. Cô không muốn. Ok, bây giờ chúng ta hãy xem, hãy kiểm tra. Đạp vịt là chính xác. Very good. Good. Con bò là chính xác. Hai từ. Con nhông là chính xác. Ba từ. Cấu. Cấu cá. Thưa. Chưa chính xác. Ào phao. Chưa chính xác. Hao sen. Chưa chính xác. Là hoa sen. Đấu dương. Đấu dương không được. Và đấu phương thì cũng không được. Vậy thì tổng cộng là 1, 2, 3. 3 từ. Bên này bao nhiêu? Con bò. Chính xác. Con hạt. Chính xác. Con dòng. Chính xác. Chèo thuyền không đúng là chèo thuyền. Chèo thuyền. Đập vịt đúng. Đập vịt là chính xác. Khoai mì. Khoai mì thì không đúng là khoai mì. Hoa sen là chính xác. Hoa phượng là chính xác. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên này được 6 điểm. Và bên này được 3 điểm. Chúc mừng đội này có 3 điểm và đội này được 6 điểm. Vậy thì tổng cộng trong trò chơi này là bên này được 11 điểm, còn đội này được 6 điểm. So have you been studying Vietnamese? A little bit, not enough. Not enough? Yeah. I can speak a little bit, writing no. So it's hard for me to remember the tones and things. Anh này có thể nói được tiếng Việt chút nhưng mà viết thì khó hơn. What about you? Have you been studying Vietnamese? No, not recently, but I've had a couple of lessons, but I never ever remember tones. I remember how to spell it, but I just never remember tones. Con này nói là có khi là nhớ phải viết chữ như thế nào nhưng mà không nhớ là phải đánh dấu sao? Khó lắm, tiếng Việt khó lắm nha. Dạ. Tôi sẽ chở mấy bạn lên điểm thử thách. Ok, cảm ơn anh. Ok. Trong 15 phút các bạn hãy đếm tổng số bò và bê hiện đang có trong đàn. Nếu bạn đếm chính xác được 100% tổng số bò và bê sẽ được 10 điểm, sai số cộng trừ 2 con, 5 điểm. Nếu các bạn có thể phân loại chính xác số lượng từng loại bò và bê thì được cộng 5 điểm. Nếu chính xác một trong hai loại thì được cộng 2 điểm. Trong vòng 5 phút các bạn phải đeo bảng số đánh dấu cho ít nhất một chú bê trong đàn. Không tính bê mới sinh, nếu thành công các bạn sẽ được thưởng 5 điểm. Nào chúng ta hãy cùng đi vào trong đây nhé. Go, let's go. Go. Woo. Woo. Nhiệm vụ của hai bạn như thế này. Trong 30 phút, từ một túi đậu phộng luộc ở đây, các bạn hãy làm thêm được một túi như thế này với những vật dụng do chương trình cung cấp: bó củi, tấm tôn, túi ni lông, hộp quẹt diêm, tờ báo cũ. Lưu ý, các bạn phải tự đi xin đậu phộng của người dân, chấm điểm. Trong thời gian quy định luộc đậu chín 20 điểm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ xin được đậu thì được 5 điểm. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà chỉ nhóm lửa và nấu nước sôi sẽ được 10 điểm. Thời gian bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Cannot! Lọt đúng mình lấy đậu vậy. Cô cho con xin từng này đậu đi cô. Chị đâu có đậu đâu cho. Cảm ơn. Cô có cái cục gạch mà để con làm bếp để nướng. Cho con hai cục nữa. Hai ba cục nữa. Để đây tí con đây con lấy. Một, hai, ba, bốn,
Oh my god. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai. Làm sao mà sờ nó được ta? I want to day. Mười sáu, mười bảy, chín, hai mươi, mười một, hai, ba, bốn, năm, sáu, mười bảy. I think we give any. Okay, I think 134 for adults, so I just added a few. So what's your plan here? Well, I dug a hole because I'm thinking if I get this fire going, we might be able to. I don't know if the plastic will melt or not, but I'm thinking we might be able to just do one of these, put the plastic on top, maybe. We got two bags. It's kind of a risk, but I don't know how, like this, I don't know how to make this watertight. I have no idea. What do you think about this challenge? This is an interesting one. I like it. Fun. Hard. I tricky, because I don't know how to get that water boiled, but I think we can figure it out. Còn đổ thì có đủ chưa? Đủ rồi. Okay. Xong. Dạ. We hit hit a snag. It's okay. No. No, no, no. No, fire is good. We knew that. Huh? We knew that. We use what? Yes, yes. Believe me, please. Do you that. Now you take it on it. Ah. Where do we put the water? Water where? Water where? I will put it on. Well, here, where water? Yeah. Okay, here. Water gone. How do I? Water gone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, how many is that? 30. 30? Okay. Okay. 1. Wait. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm scared. Okay. Oh, okay. 15, 16. Okay. Okay. Got that one? Okay, good. 8. I think almost 170. I think that 200. How many babies? Oh, so you're making a bowl here? A bowl for water? But it's small. It cannot fit. Yeah. It cannot fit. Help me. Okay, or what's wrong? But what's the fire cannot. Cannot. Yes, it can. Oh my god. All right, your way. And how are we gonna make a big fire in this space? Can. I will take more. Anh không hiểu tại sao là người Ánh không chịu làm ở trên cái lửa này. Thì anh thấy là lửa này thì cũng rất là tốt. Mà không hiểu làm sao mà làm lửa ở đây. Did you count at 170, right? Okay, I think so. Do you think? Okay. Chúng tôi xin kết thúc ở đây. Okay, you say. Okay, we think we have 134 adults and 56 babies. Tổng cộng là 190 con. Và sau đây thì chúng tôi nghĩ rằng là không ai khác ngoài chủ nhân của đàn bò này sẽ nói cho chúng ta con số chính xác nhất. Hey, look. This is gonna be fine, okay? You pour it in here. Yeah. Okay.
4 phút nữa. Trời ơi. Được là dù. Help me. Okay, it's water. I better not spill on the fire. Ah! Mm-mm. We need this better. We need... The peanuts. Where's your peanuts? More water, I think. Okay, we can always. You have 11 minutes. Cô ơi, cô có thể giúp cho tụi con biết là con có được đếm con số này có chính xác hay không? 170 con và con bò 80 con bê, tức là khoảng 250 con. 250. Dạ, không đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Con mời cô, cái này ăn cho nó thơm, thơm mát họng nha con. Cảm ơn cô rất là nhiều, dạ. Như vậy thì sau đây thì con sẽ còn một cái nhiệm vụ nữa là con sẽ đeo cái này vô cổ một con bê nhỏ. Hai phút. If I blow, it's hot, the water boils faster. Okay, be slow. Alright, stand still, stand, let them settle. On. Okay, yeah, I know. Okay. Okay. Dạ được rồi, cầm ra. Dạ con biết rồi, con biết rồi. One more minute, một phút nữa. Còn một phút nữa. Wait, An, let them settle. Okay. Oh my god. Okay. Good job. Woo! 3, 2, 1. Thời gian hết. Dừng lại. Rồi, dừng lại nha. Bây giờ phải kiểm tra xem là đã luộc xong chưa? I'm gonna keep blowing though. Okay. Để xem đây. Có luộc chín chưa? No. The same with this. The same with this. Okay. You can taste. Okay. Cái đậu phộng này là từ túi mẫu. Để xem. Come. Okay, nó luộc nó không có mềm lắm nhưng mà nó vẫn chín. Đây là đậu phộng từ hai bạn nấu. Ok. Nhìn thì cũng nhìn chín lắm. Ok. Ok. Thì nói chung là tương đương không có nhiều nhưng mà vẫn chín. Ok. Xem. Chúc mừng các bạn đã luộc đủ cho nó chín luôn. Vậy thì các bạn được chọn 20 điểm. Yeah. Oh, yes. Chúc mừng. Như vậy là các bạn chắc chắn phải ăn kẹo Double Meat để ăn mừng. Xin mời. Xin mời.
How did you feel? Good job, you good job? I got really scared when we put it on and then the cows just looked at us and we went. Oh my god. Chúng tôi không quan tâm là đội bên kia có bao nhiêu điểm. We don't care about their team. Another team. Not stressed about the other team. We just need to do the best that we can. Okay. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi không quan tâm đội kia có bao nhiêu điểm. Và ngay sau đây chúng tôi hãy quay về điểm xuất phát để cùng thi đối kháng với đội kia. Go. Okay. Okay, let's go. Các bạn nghĩ sao? Great. Right. Tuyệt vời. Tuyệt vời, great. It worked well. Yeah. And more credit goes to you because she knew how to make the bowl. Good bowl. Cô biết cách làm sao để làm cái tô để đựng cái nước, bởi vì đó là cái mà anh này cứ thắc mắc hoài, không biết làm sao để mà để nước ở đâu để mà làm cho nước nó sôi. Nhưng mà cuối cùng là làm được. Nguyễn Ánh thì muốn làm ở trên này, ở trên đất, mà anh này thì thấy là đào ở dưới đất thì nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn, và đã cộng lại hai phong cách của Việt Nam và Mỹ và đã thành công. Rồi, số 1, trong các nhiệm vụ bạn đã thực hiện trong ngày hôm nay, nhiệm vụ nào tuy chưa hoàn thành nhưng vẫn khiến cả hai bạn hài lòng nhất? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đội của Nguyễn Ánh và Jason trước. Xin mời Nguyễn Ánh và Jason giơ bảng lên. Xin lỗi các bạn đã trả lời không giống nhau, không được điểm. Kế tiếp là Học Ân và Jessica. Xin lỗi, không giống nhau, không được điểm. Câu hỏi số 2. Trong nhiệm vụ học tiếng Việt tại Bào Trắng, thành viên nước ngoài đội bạn đã viết chính xác được bao nhiêu từ? Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra đội của Hồng Ân và Jessica trước. Xin mời. Là giống nhau, được. Bóng điểm của Hoàng Ánh và Jason. Chúc mừng các bạn, được bóng điểm. Câu hỏi số 3. Trong các nhiệm vụ đã thực hiện trong ngày hôm nay, nếu được phép làm lại một, đội bạn sẽ chọn làm lại nhiệm vụ nào? Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra đội của Nguyễn Ánh và Jason. Xin mời giơ bảng lên. Xin mời Hồng Ân và Jessica giơ bảng lên. Với câu hỏi thứ 4 nha. Ở đây có hai thực đơn. Mỗi bạn sẽ chọn 7 món ăn trong thực đơn này. Nếu trúng 5 trên 7 món ăn, hai bạn sẽ được 4 điểm. Nếu trúng 4 trên 7 món ăn, hai bạn sẽ được 3 điểm. Và nếu trúng 3 trên 7 món thì các bạn sẽ được 2 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đội của Hồng Ân và Jessica trước. Ở đây không có số 4. Thì có 5 món chung với nhau. Vậy thì các bạn sẽ được chọn 4 điểm. Rồi, xin mời Nguyễn Ánh và Jason giơ bảng lên. Vậy thì có 4 trong 7, vậy thì các bạn sẽ được 3 điểm. Ok, câu hỏi số 5. Hiện tại là có 3 loại nước mắm như sau. Loại A, nước mắm ngon nhưng đắt tiền. Loại B, nước mắm dở nhưng rẻ tiền. Loại C, nước mắm chất lượng trung bình và giá trung bình. Thì bạn hãy lựa chọn theo thứ tự ưu tiên mà bạn muốn mua. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đội của Hoàng Anh trước. Xin lỗi, trả lời không giống nhau, không được điểm. Còn của Hồng Ân, Hồng Ân trước, nhờ bảng lên. Vậy thì tổng điểm đến hôm nay, đến ngay lúc này, đội của Hồng Ân và Jessica được 121, còn đội của Nguyễn Ánh và Jason được 113. Như vậy chúng ta đã có một ngày rất là hấp dẫn và rất là vui. Và đây chúc mừng các bạn vì có một ngày phấn đấu rất là nhiệt liệt. Là tôi sẽ mời các bạn ăn kẹo Double Mint. Xin mời, xin mời chia sẻ với bạn nha. Thank you. Xin mời. Cảm ơn nhiều. Hôm nay quả thật là một ngày rất là hấp dẫn. Chắc chắn là trong 2 ngày sau này thì sẽ hấp dẫn như hôm nay. Kết thúc ngày thi đấu bằng phần thi hiểu ý dành cho cả hai đội. Một lần nữa đội Hồng Ân đã chứng tỏ sự hiểu nhau của đội mình khá tốt. Đội Nguyễn Ánh và Jackson còn rất nhiều cơ hội để đảo ngược tình thế. Mời quý vị và các bạn đón xem Bạn Đường Hợp Ý lúc 22:30 trên HTV7 tập tiếp theo tại Ninh Thuận với những thử thách đầu tiên tại làng gốm Bầu Trúc nổi tiếng của vùng đất này.
đêm dài.